Đầu tiên mình xin gửi lời cảm ơn đến các anh bên công ở Nhật.vn đã tài trợ sản phẩm cho S Channel thực hiện cái video trên tay chiếc Z1F này. Z1F thì sau một thời gian trải nghiệm thì mình nhận thấy đây là một phiên bản có thể nói là vừa là nâng cấp nhưng vừa là thu nhỏ lại so với chiếc Sony Xperia Z1 chúng ta. Vậy thì Z1F có những gì? Mời các bạn xem video trải nghiệm trên tay. Về cái thiết kế, thẳng thắn mà nói thì mình không thích thiết kế của Z1F bằng với Z1. Điều đầu tiên đó chính là về cách thiết kế bên cạnh trái. Mọi người thấy là vì thu nhỏ thiết kế lại, thành ra mọi cổng kết nối của máy đều phải đặt lệch về một bên. Bên cạnh phải chúng ta sẽ chỉ còn các phím là nguồn, tăng giảm âm lượng và camera. Và với cái việc là thu nhỏ máy lại, thành ra những cái cổng này nó sẽ lấp đầy chi chít ở bên cạnh trái, nên trông máy sẽ rất là thô. Nó mất đi cái sự lìa mạch của một cái miếng nhôm nguyên khối từng thấy trên chiếc Z1 chúng ta. Nhưng mà máy cực kỳ xấu, các bạn thấy đây. Nếu các bạn đồng loạt mình bóc cái này ra chính là cổng sạc này, sau mình bóc tiếp là cái khe cắm để nhớ, xong rồi mình bóc tiếp nữa lại là khe cắm SIM. Các bạn thấy là lúc này các bạn trông có giống một cái máy thiết kế nguyên khối nữa không? Câu trả lời là không, và trông nó thực sự xấu khi mà thiết kế bị thu nhỏ lại và nhét quá nhiều cái cổng kết nối vào đây. Các bạn thấy là bình thường một khe cắm SIM hay là một cổng sạc của nó chỉ chiếm khoảng 1/2 so với thiết kế của Sony. Nhưng tại vì đây là máy chống nước, họ phải làm thêm một cổng gioăng cao su, thay ra nó thiết kế trông mới tệ như vậy. Và mình không đánh giá cao điều này ở chiếc Z1F. Rõ ràng là Z1 với thiết kế to hơn, nhiều không gian để đặt các cổng kết nối hơn sẽ đẹp hơn so với chiếc Z1F này. Về sản phẩm của máy thì cầm trên tay rõ ràng là thuận tiện hơn nhiều so với màn hình chỉ còn 4,3 inch với màn hình 5 inch ban đầu. Với cái thiết kế này thì các bạn nữ sẽ cầm trong tay dễ chịu hơn. Mình có một số người bạn cũng có ra xài Z1 thì không chịu nổi, kể cả là Z, tại vì nó khá là to. Mặc dù Sony đã có thay đổi thiết kế bo tròn, nhưng mà với màn hình 4,3 đây là sự lựa chọn tuyệt vời nếu các bạn gái rất thích cái vẻ đẹp, đam mê thiết kế nguyên khối. Mặt trước sau đều là bằng kính của chiếc Z1 ban đầu, nhưng mà Z1F là sự lựa chọn tốt. Cái màu bàn chuối này của nó cũng khiến cho chúng ta cảm thấy yêu thích, vì đây là một trong những màu rất là trẻ trung. Các bạn đã từng thấy trên rất là nhiều thiết bị Lumia và bây giờ những thiết bị của Sony họ cũng có, mặc dù là nó có pha trộn khác biệt nhau về tông màu. Về chiếc máy này thì các bạn vẫn lưu ý là camera của nó vẫn là thiết kế quá là trùng với lại cái tấm kính phía sau. Nếu các bạn để lên là cái việc nó sẽ bị xước là một cái vấn đề chúng ta sẽ dễ gặp phải. Vì thế là mọi người nên cân nhắc về cái việc nên đeo thêm một cái ốp hoặc là dán da lên để bảo vệ cái mặt lưng này. Cái loa ngoài của nó thì có cải thiện hơn một chút, âm thanh có phát lớn hơn một chút và hoàn toàn có thể nghe được. Nhưng mà khi để mắc thì cảm giác âm thanh nó bị vang ra và nó bị nén lại một chút. Có lẽ là vì cái màng loa của Sony họ làm quá là bé, đáng lẽ ra phải làm kích thước lớn hơn nữa thì mới tăng được cái chất lượng âm thanh lên. Nhưng mà nếu làm như thế sẽ bị ảnh hưởng đến tính năng chống nước của chiếc Z1F đó. Thành ra Sony thiết kế này với tính năng chống nước ảnh hưởng đến khá là nhiều về cái tổng thể của máy. Nhưng mà Z1F có thể nói là một phiên bản nâng cấp về màn hình so với Z1. Về màn hình thứ nhất là về độ tương phản màu sắc hiển thị của nó rất là đẹp. Tất cả những gam màu này mình đã soi rất là kỹ so với chiếc Z1 ban đầu thì thể hiện màu sắc nó sâu và đẹp hơn. Có lẽ một phần là do cái màn hình nó bé hơn nên mình nhìn nó đã. Còn với màn hình to thì chúng ta soi kỹ vào màn hình rất là nhiều. Các bạn có thể cân chỉnh được cái độ sáng màn hình với các cái tông màu RGB. Chúng ta có thể cân bằng trắng lại cho nó đó, ám đỏ này, ám xanh hay là ám xanh dương, tùy theo các bạn. Mình để mặc định thì cái chiếc Z1F của mình thì lại hơi nghiêng về màu xanh chứ không phải là ám màu vàng. Thay ra nó, các bạn có thể thấy là màu trắng nó khá là trong và thích mắt. Nhưng mà ban đêm thì các bạn có thể tăng chỉnh nó về màu vàng để cho nó dễ chịu khi bạn đọc báo hơn. Về màn hình cũng có tính năng nâng cấp thứ hai, đó là cái khả năng dùng được với găng tay. Các bạn thấy là khi mình kích hoạt tính năng găng tay thì trên màn hình sẽ có những cái điểm cảm ứng khi các bạn đeo găng tay vào, giúp cho nó hiển thị và cũng như là chạm cảm ứng cực nhạy khi các bạn sử dụng găng tay vào mùa đông ở Việt Nam. Đó, một tính năng rất là hay, hữu ích đối với người Việt Nam chúng ta mà Z1 không hề có. Góc nhìn của nó cũng được cải thiện, có thể nói đây là sản phẩm của Sony có cái màn hình đẹp nhất cho tới thời điểm hiện tại. Đó là vượt qua được chiếc Sony Xperia TX mà ngày xưa mình đã khen rất là nhiều, và đẹp hơn cả Z Ultra thì vì nó không bị ám màu nặng, mà nó là một trong những cái sản phẩm có màu rất là trung tính, phù hợp với mắt người dùng của chúng ta. Về hiệu năng, các bạn đã thấy là nó sử dụng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 800, RAM 2GB nên chạy rất là mượt. Hiệu năng của nó chấm so với Z1 thì hơn khoảng vài trăm lẻ tẻ thôi. Có hơn, tại vì cái độ phân giải nó bé hơn, màn hình chỉ là HD. Thành ra cái khi chúng ta chấm hiệu năng thì nó dựa trên độ phân giải màn hình, cho cái điểm hiệu năng của chiếc Z1F cao hơn nhưng mà không khác biệt. Các hiệu năng khi chơi game, mọi thứ đều rất là tuyệt vời, nhanh và ổn định. Có một cái điểm nữa, điểm cộng mà mình thích cho Z1F đó là nhiệt độ, máy không bị nóng, rất là đã. Mình dành đến khoảng 30 phút đến hơn 1 tiếng để chỉ test các bài hiệu năng chạy benchmark và bật wifi liên tục. Máy không hề bị nóng phần lưng, chỉ ấm nhẹ lên một chút, hầu như không cảm nhận được, rất là thích.
Và Hà Nội lúc này không phải là thời tiết quá lạnh nên mình nghĩ rằng đây là một điểm mạnh của nó. Khiến chúng ta nếu mà sau này các bạn muốn chơi game, các bạn quay phim liên tục hay là các bạn thao tác sử dụng wifi 3G thì không bị ảnh hưởng quá nóng, sẽ gây khó chịu như một số thiết bị chạy chip 800 khác các bạn đã từng thấy trên thị trường. Đây điểm đáng khen đối với Z1S. Về thời lượng pin của nó thì do giảm dung lượng pin còn 2300mAh nên mà thời lượng pin của nó cũng chỉ là một ngày, không ấn tượng hơn so với chiếc Sony Z1 của chúng ta được. Một số điểm về phần mềm các bạn thấy là nó hiện nay mới chỉ Android 4.2, đây điểm trừ so với lại cái chiếc Z1 của chúng ta đã lên Android 4.3 chính thức. Tại Việt Nam các bạn có thể update OTA hết rồi, còn với phiên bản này là của nhà mạng Nhật thì chúng ta sẽ chưa có phiên bản update. Bên cạnh đó các bạn lưu ý là với cái sản phẩm này thì nó lại có hai kiểu update khác nhau. Một cái update trực tiếp từ Sony và một cái update nữa là nếu mình không nhầm là thông qua nhà mạng Nhật, tại vì nó ghi là update Android software. Các bạn có thể lưu ý về điều này. Nhưng mà nhìn chung là chúng ta sẽ chờ phiên bản ROM update thông qua một số diễn đàn trên mạng và chia sẻ update sẽ dễ dàng hơn. Bên trong máy sẽ có rất là nhiều dịch vụ của nhà mạng Docomo như là Docomo Service Cloud, các bạn có thể update dữ liệu lên đám mây, nhưng mà cái này chúng ta không xài bao giờ. Thành ra trong máy chúng ta bị có quá nhiều ứng dụng rác của các nhà mạng. Đây là một trong những yếu tố mình rất ghét ở Nhật, là mua máy về nó toàn ứng dụng rác nó cài vào, rất là bực mình. Đó, rất là khó khăn chúng ta khi sử dụng những ứng dụng này thì nó sẽ gây ra cái việc ta khó chịu và chiếm đi bộ nhớ của máy. Ngoài ra về phần mềm thì nó không có gì đặc trưng thêm, cũng không có gì loại bỏ bớt đi so với Z1 ban đầu. Mọi thứ đều được giữ nguyên. Chúng ta vẫn có một bộ chơi media, chúng ta có thể căn chỉnh được chế độ âm thanh, xCloud, được clear face, chế độ tiết kiệm pin thông minh, vân vân. Và như vậy thì mình đã hoàn thành xong cái video chúng ta trải nghiệm nhanh về chiếc Z1S này. Thì Z1F thì không có quá nhiều điều để nói đến như mình đã nói vừa rồi rồi. Chúng ta sẽ có một chút sự khác biệt, cải thiện rất là đáng giá về màn hình, đẹp hơn, hiển thị chính xác hơn, không bị lệch tông màu, không bị ám màu. Thứ hai của nó là phần mềm của nó, chúng ta có thể cảm ứng được với vân tay. Ngoài ra cái nhiệt độ của máy rất là tốt, kiểm soát chúng ta không hề bị nóng quá và sử dụng vân tay rất là thích. Nhưng mà về những yếu tố khác thì nó vẫn là chiếc Z1 mà thôi. Vậy thì lựa chọn Z1 hay là Z1F tốt hơn thì các bạn có thể xem video so sánh của Z1F đã thực hiện cái so sánh giữa hai cái thiết bị này rồi. Các bạn có thể video ích, đừng quên like, share với bạn bè và hẹn gặp lại các bạn các video lần sau.